Rồi, hôm nay mình chế bật gác chân cho xe lift. Cái công tắc mình sẽ thiết kế ở đây ha. Bấm ở đây là hai gác chân sau nó sẽ bật ra. Thay vì mà mình dùng tay để mình kéo nó ra thì bây giờ mình chỉ cần bấm nút thôi. Rồi, em bấm nút giùm anh nha. Rồi bấm. Ok. Thì cái xe này đã thay luôn cái gác chân zin bằng cái gác chân nhôm CNC ha. Rồi. Rồi sẵn làm luôn cái công tắc bật cái chân luôn. Phải giữ xe xong mới làm. Xe sạch rồi anh. Rồi ok, rồi bấm lại. Rồi. Đá vô, đá gác chân vô rồi bấm. Ok. Rồi quay hai bên luôn nha. Ok, bấm. Từ từ lại. Rồi bấm. Ok. Bên đây sáng hơn nè, quay dễ thấy hơn. Rồi bấm lại. Được rồi, anh hỗ trợ bên đây cho, bấm bên thôi. Rồi lại cái nữa nha. Ok. Cái gác chân zin thì vẫn làm được nha các bạn. Do là khách muốn trang trí cho cái gác chân này nó đẹp hơn thì khách thay cái gác chân nhôm CNC. Còn nếu mà anh em nào không có nhu cầu thay gác chân nhôm CNC thì mình gắn gác chân zin vẫn có thể sử dụng được bật gác chân tự động ha. Rồi. Rồi em bấm lại cái anh quay ngay cái nút mà. Bấm cái nút bật gác chân ra rồi. Làm lại cái. Ok, rồi. Rồi anh em nào muốn làm bật các chân tự động cho xe thì hãy ghé ủng hộ Hoàng Chí Shop nha. Cảm ơn anh em, cảm ơn chủ xe nha.